Xin chào quý các bạn. Trên hình bạn có thể thấy đây là chiếc main của điện thoại V Smart Mi 3 đang được chờ thay mới, đổi mới để di động cao cấp .vn. Nhân đây thì mình làm một video ngắn giải đáp một số câu hỏi thắc mắc quý vị các bạn liên quan dịch vụ thay mới main cho điện thoại V Smart Mi 3 đang thực hiện tại di động cao cấp .vn. Địa chỉ cung cấp link phụ kiện cho điện thoại điện thoại V Smart Mi 3 Hà Nội này. Câu hỏi đầu tiên là tôi ở xa, tôi muốn thay sửa main cho điện thoại V Smart Mi 3 có được hay không và làm như thế nào? Những khách hàng ở xa rất là đơn giản thôi. Quý vị các bạn chỉ cần liên hệ đường dây nóng tư vấn 0911582123. Chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết với các bạn cái lỗi sự cố liên quan phần bảng main của V Smart Mi 3 quý vị các bạn. Quý vị các bạn đồng ý phương án sửa chữa từ di động cao cấp.vn thì một là chúng tôi sẽ gửi main về tận địa chỉ quý các bạn yêu cầu. Hai là chúng tôi sẽ nhận máy qua đường bưu điện, tức là quý vị các bạn gửi máy qua đường bưu điện đến di động cao cấp.vn. Chúng tôi kiểm tra máy quý vị các bạn, tình trạng máy như thế nào, ra sao, sau đó chúng tôi sẽ tiến hành sửa chữa. Sửa xong chúng tôi sẽ gửi ngược lại địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Câu hỏi thứ hai là khi thay main cho điện thoại V Smart Mi 3 thì các linh kiện khác của máy có bị ảnh hưởng hay không, có xử lý như nào? Thì tất cả các linh kiện khác trên điện thoại V Smart Mi 3 đều tách biệt ra khỏi bảng main. Ví dụ như đây là chân connect cho camera này, đây là chân sạc camera trước này, màn hình này, pin, tất cả mọi thứ nó tách biệt ra khỏi bảng main. Thì khi quý vị các bạn lỗi hỏng, nó sẽ không ảnh hưởng đến các linh kiện khác trên máy. Để tư vấn rõ hơn về cái câu hỏi này, quý vị các bạn liên hệ đường dây nóng tư vấn 0911582123 để tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn. Những khách hàng ở xa không đến được với di động cao cấp.vn nên tư vấn trước qua đường dây nóng để được hướng dẫn cụ thể chi tiết với các bạn trước khi gửi máy hoặc là đem máy đến di động cao cấp.vn. Khi tôi thay main cho điện thoại về Smart Mi 3 thì các dữ liệu trong máy có giữ lại được không, có mất hay không? Thì có một số máy thì giữ được, có một số máy thì không giữ được do tình trạng main. Quý vị các bạn liên hệ trực tiếp 0911582123 để được trả lời câu hỏi trên. Khi tôi thay main cho điện thoại V Smart Mi 3 thì các cái được bảo hành bao lâu? Được bảo hành 3 đến 18 tháng tùy theo gói bảo hành quý vị các bạn chọn lựa. Mặc định thay xong được bảo hành 3 tháng, còn nhiều hơn thì quý vị các bạn mua thêm gói bảo hành có thể lên tới 18 tháng. Mọi thắc mắc thêm liên quan dịch vụ thay mới main cho điện thoại V Smart Mi 3, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123 để được hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn. Xin cung cấp link phụ kiện cho điện thoại V Smart Mi 3 hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn.